Hồ Long đi gặp Tiểu Mỹ Tèo nha. Hồ Long, trước khi đi đi tắm cái nè con, hôm nay xài sữa tắm nhà Julie House nè. Đó, sữa tắm tụi bay hay dùng đó, xịn sò, thơm tho, an toàn luôn. Xách tụi bay đi event á, cho mọi người được có xanh lá, xa lánh, lại gặp được idol TikTok Tiểu Mỹ Tèo nữa. Nhớ nha, không có sấn 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 tới con gái người ta chỉ bỏ chạy á, là không có gặp được lần thứ hai đâu.